phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Men lợi khuẩn là gì? Trong ruột mỗi người chứa hơn 100.000 tỷ sáu khuẩn, 85% lợi khuẩn đến 15% hại khuẩn. Khi thiếu lợi khuẩn, sẽ gây ra các triệu chứng sau. Thành phần của men lợi khuẩn Danicycoprobiotic. Men lợi khuẩn Danicycoprobiotic chứa hàng tỷ bào lợi khuẩn Bacillus coli và Bacillus subtilis. Công dụng Danicycoprobiotic. Sáu cách giúp cải thiện sức khỏe đường ruột mỗi ngày. 1. Ăn nhiều rau, củ của mỗi ngày. 2. Ngủ đủ giấc. 3. Hoạt động thường xuyên. 4. Kiểm soát căng thẳng. 5. Chia sẻ với người thân nếu có vấn đề về lo lắng, trầm cảm. 6. Sử dụng men lợi khuẩn Danicycoprobiotic theo hướng dẫn của bác sĩ. Công ty phân phối sản phẩm